Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ lại gặp nhau ở cái vấn đề là khi người phụ nữ là người bị hại. Tôi kể cái kết quả cho các bạn nghe trước. Tôi kể cái kết cho quý vị nghe trước, rồi tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái khúc đầu nha. Cũng giống như phim ở nước ngoài á. Tôi nhận bào chữa cho một em trong cái vụ trộm tài sản. Thì sau khi trước khi mà bào chữa đó, thì tôi có ngồi với người bị hại, và tôi nghe tâm tư của chị, và tôi lấy cái thông tin đó để tôi tại phiên tòa tôi sử dụng. Và cuối cùng thì cái chị người bị hại, chị cũng đã nói là thôi thì bây giờ cái việc tài sản cũng đã được thu hồi trả lại rồi, thì thôi bây giờ như thế này, cũng mong hội đồng xét xử cho bị cáo của tôi, em chưa thành niên phạm tội, được trả tự do vì cái điều kiện về kinh tế, vì cái ý thức của pháp luật còn chưa hoàn thiện, và cuối cùng thì em được trả tự do tại phiên tòa. Cái kết nó là như vậy. Còn cái câu chuyện nó như thế này quý vị và các bạn. Em làm công nhân, thì trong cái quá trình mà em làm công nhân thì đi ngang qua cái nhà của một cái người phụ nữ độc thân. Thì khi mà em đi ngang qua vậy thì thực sự các bạn biết rồi, em chưa đủ tuổi, tại thời điểm đó em mới có 16 tuổi. Tuy nhiên em phải khai cho nó đủ tuổi để đi làm công ty. Mà các bạn biết không, cũng có hai luồng ý kiến. Có thể là cái thu nhập của cái đời sống công nhân quá khó khăn. Cái thứ hai nữa, thấy người ta cũng có những cái điều kiện mà bên cạnh mình lại không có bố, không có mẹ. Cho nên em đã theo dõi và thấy rằng đường đi nước bước của người phụ nữ không có gia đình, không chồng này. Và em đã cậy cửa vào lấy dây chuyền, lấy lắc vàng và một số tiền. Thì các bạn biết không, sau khi mà em lấy tiền như vậy thì em đến cái tiệm vàng em bán. Và công an cũng không khó khăn gì cho một cái điều tra một cái vụ trộm vặt. Và tài sản cũng đã trả lại cho người bị hại. Tôi thì văn phòng tôi thì có một cái nghĩa vụ của đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Thì thông thường thì ở Củ Chi cái lượng mà người các em chưa thành niên phạm tội nó cũng tương đối nhiều. Cho nên tôi thông thường thì một năm có vài vụ về bào chữa miễn phí, tức là không có lấy phí bào chữa một luật sư. Đó là cái nghĩa vụ của luật sư. Thì tôi nhận ở giai đoạn điều tra, do em chưa thành niên phạm tội, mà tôi nhớ là cái tội trộm cắp đó ở khung 1, cái mức hình phạt nó chưa đến mức phải giam, cho nên cơ quan điều tra cho em tại ngoại. Thì các bạn thấy không, thứ nhất là em trộm cái tài sản mà giá trị tài sản không lớn. Cái thứ hai nữa là toàn bộ cái tài sản bị trộm là đã trả lại cho người bị hại. Thật ra thì khi đến tòa thì em cũng nói chị ơi, chị ráng làm sao cho em. Thì trước cái phiên xử thì bố em ở ngoài Bắc cũng có điện cho tôi. Thì bố em bảo rằng thứ nhất là điều kiện kinh tế gia đình cũng khó khăn, không thể vào được với em. Thứ hai là cái tất cả đều trông giờ vào cái sự linh động của cô, cái kiến thức pháp luật của cô luật sư. Thì tôi có ghi nhận cái điều đó, tôi bảo rằng là đó là lương tâm, là đạo đức, là nghề nghiệp của mình. Thì các bạn biết không, tôi lấy cái ý kiến sau khi mà trình bày về gọi là cái ý thức pháp luật còn non kém về cái tài sản đã được hoàn trả lại cho người chủ sở hữu, và cái
phạm tội ít nghiêm trọng, các tình tiết giảm nhẹ, và giữa một cái phiên tòa không có một thân nhân, thì tôi lại mời chị người bị hại đứng lên. Tôi bảo rằng là bây giờ, trước đây thì chị chưa bao giờ có một cái văn bản bãi nại đồng ý, thì hiện tại ở phiên tòa thì chị có thể nói vài lời để cho tòa biết cái ý chí của chị. Biết đâu là tòa xử xong rồi 2-3 bữa nữa chị nói rằng là xử nhẹ quá kháng cáo. Thì tôi còn nhớ cái mặt cảm xúc của tôi cho đến thời điểm này vẫn còn. Chị bảo với tôi như thế này: tôi coi nó như con như cháu, nhưng mà tự bực có một cái á, là nó nghiên cứu sao mà nó vô nhà tôi nó trộm. Mà cái tài sản đó, cái quan trọng không phải là vàng, mà cái quan trọng đó là cái tủ tiền của tôi bị cạy ra. Thì luật sư mới nói thì thôi bây giờ như thế này, cái chuyện mà cái tủ đó đó là cái tủ là rất là kỷ niệm đối với tôi, mà giờ tôi có làm lại nó cũng không được. Các bạn thấy không, những cái cung bậc của một phụ nữ dù gì thì cũng rất là uyển chuyển, là mềm mại. Thôi thì nếu mà luật sư nói vậy, tài sản thì tôi cũng đã trả lại cho tôi hết rồi, thôi thì bây giờ nó cũng nhỏ, thì hôm nay là luật sư nói vậy thì tôi cũng bãi nại, thôi thì tòa xử nhẹ. Chỉ cần có như vậy thôi, quý vị và các bạn biết không, chỉ cần có như vậy thôi thì đã thu phục được hội đồng xét xử, thu phục được viện kiểm sát, thu phục được và đưa ra những cái tình tiết giảm nhẹ. Nói thật với quý vị và các bạn, trong cái quá trình hành nghề, đặc biệt là trong một cái số gọi là án bị giam, thì các bạn biết rồi, khi mình bào chữa giảm được 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm cho bị cáo, mà mình mang cái sứ điệp trên vai, và bị cáo chỉ cần liếc mắt lại cảm ơn, liếc mắt lại một với một ánh mắt cảm ơn, thì cũng đủ cho luật sư và các đồng nghiệp của tôi vui cả ngày. Thì sau cái phiên đó thì tôi bảo rồi, thì bây giờ như thế nào, nói thiệt với chị, trả tự do tại phiên tòa mà. Nói thiệt với chị là giờ em cũng không có tiền, thì chính cái vị thẩm phán trong cái vụ kiện đó, anh cũng đã móc tiền túi anh ra để mà cho em nó một cái số tiền đi về quê. Các bạn thấy không, người phụ nữ, người bị hại trong cái vai trò này rất là nhân văn. Nếu chị không đến phiên tòa như bao người bị hại khác, thì khả năng trả tự do tại phiên tòa rất là khó. Nếu trong trường hợp chị không có một cái cảm thông của cái người xa xứ, những cái vất vả của một cái phạm tội, khi cảm thấy rằng một lúc nào đó có người có lòng tham, các bạn ạ, mình đi học tư vấn, mình đi học cái lớp, mình thấy ở mỗi thời điểm có thể chúng ta có thể ngăn lại cái con ở trong cái con người của mình. Một lúc nào đó mình là người, nhưng có một lúc nào đó mình là con. Thôi thì thông qua cái video này muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn những cái gốc của phụ nữ chúng ta, từ nguyên đơn, phụ nữ là bị đơn, phụ nữ là người phạm tội, phụ nữ là người bị hại, phụ nữ là thẩm phán, phụ nữ là luật sư, và sẽ còn nhiều lắm. Phụ nữ trong nhiều phiên tòa có những cái khác nhau các bạn ha. Cảm ơn quý vị và các bạn, sẽ có đủ 15 video cho các bạn trong cái khi người phụ nữ đến tòa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.